gì đấy? Xin chào cả nhà, quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Hôm nay các bạn ạ, trời hôm nay ở vùng quê mình nó lại có hơi hiện tượng mưa mọi người, đâm ra là hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn là khoai lang chiên với tẩm bột nhá. Đấy, ở xã nhà mình đang chuẩn bị cái khâu chuẩn bị nhá mọi người nhá. Còn mình sẽ đi róm bếp này để chuẩn bị bát chảo lên, là khi bột nhào xong là với này khoai là mình sẽ trộn vào và mình sẽ chiên nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn mình có cái nón xanh ẩu, quá xịn sò, nhìn như là quân tốt ngày xưa. Đấy, nguyên liệu mình chuẩn bị hết ra ngoài kia rồi nhá. Ở xã mình để ra kia cho nó sạch sẽ nhá, trước khi mình vào cái phần chế biến nhá. Hôm nay mình sẽ chế biến xong, mình ngồi ở cái nắm trại của mình cũ trước đây đấy. Mình sẽ hưởng thụ cái món khoai lang chiên chiên giòn đấy. Bạn nhìn cái nắm trại. Đây là nắm chạy này mình tự dựng lên đây nha mọi người nha. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nha. Nhào bột với này chế bốn biến bột nha. Các bạn ạ, bếp mình nó đang là chuẩn bị róm nhá. Và chảo đây, mình mang theo nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vào trong kia nhào bột và khoai nhá. Đấy, các bạn nhìn nha, khoai với bột đây. Đấy, vì thời gian không cho phép nhá, cái món khoai này các bạn trước tiên là phải là bổ ra và ngâm đấy, ngâm với lại chanh với lại muối tí, thấy chưa, một thời gian, nói chung là phải độ mất vài 2 tiếng thì đến khi rồi nó hết cái nhựa đi thì mình sẽ đưa vào chế biến được. Thì cái khâu đấy mình để qua, nó bỏ qua đi vì nó nâu quá. Nào đây này, đấy bột chiên này, bột chiên giòn này, đây bột chiên giòn này, đấy hai gói luôn này. Kia là bột mì nha, mình sẽ trộn lẫn vào đấy. Đây là đường này, đây là đường đấy rồi, đây là đường này, đường mình chuẩn bị nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bột vào với ấy nầu để sẽ chỉ chẩm tầm tầm tẩm khoai vào là rán rồi nha mọi người nhá. Đây các bạn ạ, bột với này khoai mình đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình sẽ nhào bột đi, đây nhào bột đi. Chào các bạn nhá. Hôm nay vợ chồng mình sẽ gửi tới các bạn món khoai chiên giòn các bạn ạ. Đấy. Đấy, nguyên liệu gồm có khoai này, bột. Giờ mình sẽ cho một ít đường vào. Ăn ở ngoài cái nều này luôn nhá. Tí ngồi thưởng thức luôn ở đây đi mọi người. Đấy, khoai này. Bây giờ mình sẽ đi róm bếp nhá. Bột bây giờ phải trộn đều đi nhá. Trộn đều nó vừa tới thôi, không có nó lại sớt quá nó lại nọc. Bây giờ chỉ trộn bột với cho đường vào đấy để cho nó ngọt ngọt. Ai ăn ngọt thêm thì cho thêm đường nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đi róm bếp nha mọi người nha. Khoai chiên này nếu mà bạn nào mùa mưa mát mát thì làm ăn rất là ngon luôn. Nhưng đây ở quê mình là nó hơi mưa chút. Nha, mình sẽ làm món khoai chiên chiên giòn nhá. Gửi đến các bạn nhá. Cảnh tuyệt vời này các bạn thấy được không?
Số tóc lợn không? Không bê cho mình đi. Bếp được rồi ạ. Bếp cháy cỏ đúng không? Cho nhá, cho bác nhá. Bếp cháy cỏ thế. Nóng nóng cho dầu. Cho nó hết rồi ạ. Rồi cho dúng đâu mà đi đấy. Cho bệnh nhiều lắm. Quét rồi đi ngồi trên này, còn mâm đấy nhá. Đưa đi, đưa cho dầu này, dầu sôi được rồi. Đấy, cho dầu để cho nó sôi nhá, nhá. Được đánh hơi to rồi, hơi to vậy được không? Vậy thì nhá, vậy dầu nhá. Nhiều à? Thôi đến đây cho vừa không hết rồi. Đậm đậm sôi thì cho nó này. Được chưa? Đi. Đó, đây. Đấy, chắc chắn rồi. Mang cái môi đi. Được không? Môi múc rồi chứ. Không lấy, nóng rồi. Cho đâu. Đâu rồi? Múc à? Bình này thì mùi. Để mùi nhá. Đấy, giờ sẽ múc qua này, dầu sôi mọi người. Ngồi bên này này. Ngồi bên này này. Dầu sôi ra đây đâu cái nón này, nó nắng đấy. Đấy, cho mẹ luôn này. Nhìn cũng ok không? Vâng, cái khoai mình cho vào cái bột nhá. Cho nhiều dầu với, vừa dầu thôi. Đấy, hôm nay mình phải cho bà xã nhà mình đi cùng nhá. Vì không có ai làm cùng phụ với mình nữa là nó cũng vất vả lắm. Sáng nay ở mình thời tiết thì nó mưa mưa đấy, nhưng mà đến chiều chiều này, đầu giờ chiều có vẻ nó lại hửng nắng lên một chút. Đấy. Có vẻ khoai làm nó nhanh nhanh chín lắm. Đấy, nó đã thành ấy rồi. Không biết có ăn hết không, hai vợ chồng mình khó mà ăn hết, nhiều lắm. Đấy, liệu nó có cháy không? Vì nửa này không hãm được, không là nó cháy. Cho dầu chiên nó thấy như vậy. Mẻ này gần được rồi đấy. Đây các bạn ạ, cái nán trước đây mình làm đây. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại đây và sẽ hưởng thụ cái món bánh khoai chiên giòn. Nay đi làm chỉ có hai vợ chồng nhá. Mọi người nếu yêu quý hai vợ chồng mình hãy đăng ký kênh ủng hộ cho vợ chồng mình nhá. Để có động lực làm tiếp những video về món ăn hay hơn để gửi đến các bạn nhá. Này đấy, khéo được rồi đấy. Này này chuẩn bị được rồi các bạn ạ. Chín vàng rồi. Đấy, cái này chín vàng chưa? Mọi người nhìn này. Úi sửa vàng sụm rồi đấy. Giờ mình vớt mẻ này ra đi, cho mẻ tiếp vào nhá. Đấy, đấy đi. Mẻ này là chín rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Đấy đi rồi, vớt lại ra nào nó. Và sụm rồi. Và sụm rồi. Thứ này khéo ăn hết làm sao được, nhiều lắm. Yeah. Nhiều lắm. Đây các bạn nhìn nào. Vàng sụm. Củ tắt rồi. Cho ở dưới. Của mình đã được rồi các bạn nhá. Bây giờ mình vớt này. Giờ vớt ra nhá, vớt được mẻ đầu tiên rồi nè. Đổ ra mâm, như sôi. Chơi một mâm luôn.
Rồi cho tiếp mẻ nữa đi. Múc như múc bột trẻ em. Cái máy luôn nó khỏi dính vào với nhau, nan nó vào. Vậy cho nó khỏi dính thì nó còn bột nó không dính. Cho nó xa ra là được. Đấy, mẻ thứ hai nha bạn nha. Mình sẽ đưa mẻ thứ hai vào. Quét dọn. Bây giờ sẽ nên thu dọn, quét dọn chỗ này nhé mọi người nha. Thì lâu rồi mình không ra đây nó cũng bẩn thỉu. Quét dọn như này má. Quá tuyệt vời luôn. Tối ra đây trốn với vợ, ra đây ngủ cũng được rồi. Yên tĩnh. Đúng không? Đây. Ngớt. Chỉ để đây ngồi thôi. Đợi con khi vào. Không dùng. Ui xời. Có thớ không mọi người ạ? Quá tuyệt vời. Mát. Trong khi chờ đợi khoai chín thì mình sẽ nằm nghỉ một chút cho mọi người nha. Đâu sống mấy giờ không có hồ. Khu này nó mịn mịt kìa. Đều mầm ấy. À! Cái nào ra đây cạn mịn mịt cũng được không ạ? Nhiều mịn mịt lắm. Đậu nó cây này. Xong chưa bà sao? Chưa. Còn được mấy à? Mẻ nữa, gần được rồi. Đầu quá đói rồi đấy. Thì mình suốt từ trưa đến giờ. Mong rằng trong thời gian tới mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ mạnh cho mình nhá. Để mình có động lực làm tiếp những video hay để gửi đến mọi người nhá. Mình chỉ thích những cái phong cảnh dân dã thôi mọi người ạ. Chứ không thích kiểu như là sầm uất quá mà mình... Đấy nó đau đầu đó. Mà chỉ thích cái... dân dã này. Hôm nào mình ra đây bẫy bìm bịp, nhiều bìm bịp lắm. Kêu mầm. Nhiều vậy ăn làm sao hết. Coi mình đi mình tối nó cũng bê ra lên. Chuẩn bị tớ ớt rồi nhá. Tớ ớt. Nó anh chóén không? Mâm khoai chiên của mình đã chiên xong rồi mọi người nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức ở dưới cái lều này và dưới gốc cây xanh huyền thoại này nha. Đây có bác Minh Quân này hôm nay tham gia ăn cùng với anh em nhá. Ngồi đây dân dã và mát lắm các bạn. Thôi hãy thưởng giờ... thức cái món khoai chiên. Khoai nang chiên. Khoai nang chiên giòn. Ăn đi bác. Thôi bây giờ anh em tôi mời các bạn nhá, thưởng thức cùng chúng tôi nhá. Mời mọi người nhá. Mọi người nhá. Đấy món khoai nang chiên này. Giòn rụm nữa này. Thường là cứ mua siêu thị nó ăn rồi, còn nay là tôi tự làm đấy. Tự làm đấy, thưởng thức món tự tay tôi làm. Rất là dân dã và đồng quê. Giòn và thơm ngon lắm các bạn ạ. Rất là ngon luôn đấy nhỉ. Quân uống đi. Ừ. Uống tôi làm uống đi. Chấm với tương ớt nó cay cay. Đây là tương ớt này. Mình đi mình cũng phải mua tí tương ớt vì khoai nang chiên giòn bao giờ cũng phải chấm ấy. Tương ớt thì nó mới ngon được. Đấy. Rất là giòn luôn đấy. Đây này. Có bột chiên giòn với này bột mì nữa là nó cũng có giòn độ giòn. Giòn tan nhỉ. Vào
quán ngồi ăn nó nóng lắm các bạn ạ. Ăn đây ta dân dã hương đồng nó nậu rất là mát, thoáng mát. Người nghe rồm giòn giòn rốt mà. Này rất là bọn trẻ đi học về với cái này ăn dạ. Bây giờ độ nửa tiếng nữa là chúng tôi sẽ ăn hết cái mâm này. Tối nay là nhịn luôn. Mọi người có tin là tối nay chúng tôi nhịn cơm không? Bây giờ này cũng chiều rồi. Nhịn đến cả ngày mai. Ăn này nó ngấm chân. Sao ngày xưa các cụ ăn cái này không ăn cơm. Khoai mà, nó nói biết khoai. Thì xong chúng tôi là có thừa này cái bột này cũng cho vào chiên ròn rán luôn này mọi người. Ngày tí cho bọn trẻ con nó đi học về nó ăn. Giòn nó phết ngon. Ngon á. Ngày làm mỗi tụi mất thời gian lắm. 2 tiếng. Chuẩn bị quay chuẩn bị đồ ngâm nè. Nâu chỗ này. Sáng nay nó mưa, chiều nay nắng kìa. Mưa rào ạ. Mưa tí. Chúng tôi chỉ thích quay cái chỗ nào mà hương đồng gió nổi đấy. Mát lắm các bạn ạ. Cái biển là mát. Chấm chương thôi. Tôi ăn xong hết cái mâm này là tôi ăn ra đây là ngủ một tầm tại đây là ngủ một giấc. Là trốn vợ đi đây. Dẫn vợ ấy, ra đây là ngủ luôn ở đây phải về. Này phải nũ cho con nó ăn nó khỏe kìa. Giỏi lắm. Ăn hết nhá. Phải hết. Không hết là không cho về. Tối ngủ ở đây trong đều. Không, cái này đói đói về ăn cũng được. Ăn no là hồn tù. Mát nhỉ? Nhưng mà mát là thoải mái. Trong này cứ để cái tầm này tí một lúc nữa bọn trẻ con nó về nó học cho nó ăn cái ăn liền. Đấy, mâm khoai lang của bọn mình đây mọi người ạ. Đấy, mới ăn được có một góc này nha. Anh em thì cứ từ từ ăn nha. Quân cứ từ từ mà ăn nhá. Ăn đến hết cái mâm này. Cứ từ từ mà thưởng thức. Hôm nay thời tiết nó mát mẻ. Đấy, các bạn nhìn cái gốc cây này có tuyệt vời không? Nó là gốc cây huyền thoại và lịch sử của bọn mình đấy. Gốc cây này có niên đại là phải 100 năm rồi đây mọi người ạ. Nó ăn ra bao nhiêu cánh rễ hết rồi. Ăn đây bao rồi? Ăn nhiệt tình đi. Đúng là đi vào rừng nó khác. Đi vào rừng. Mời các bạn nhá. Ăn phố. À, nóng rồi. Ăn nữa đi. Làm hâm nước đi. Cố cái nữa các bạn ạ. Cố bị ăn hết mâm mà không ăn hết rồi. Bớt một sót này một chút đi mọi người. Đó là chúng tôi không ăn hết. Cố rồi. Ăn cố về tối là không ăn cơm. Nhưng mà mình quay tầm này là chiều rồi mọi người. Ngớn á. Ăn đi đi. Này ăn thế này nè. Này giòn nè. Này giòn lắm. Đấy.
Đấy, ngay còn cất các đấy. Tuyệt vời luôn đấy. Quán đấy hay nai cho mình nhá. Quán này biết nai. Nói chung là tầm này nó muộn rồi, anh em mình xin kết thúc video tại đây nhá. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình, để anh em mình có động lực để tiếp theo sẽ làm những video hay hơn để gửi đến mọi người nhá. Và các bạn hãy nhớ nhấn cái chuông để nhận những video thông báo mới của anh em mình nhá. Bây giờ thôi, bóng về chiều anh em mình phải đi đón con luôn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn nhá. Nhớ ủng hộ cho anh em mình nhá. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Này, khoai chiên này. Nếu các bạn thấy hay hãy nhớ like, subscribe và đăng ký kênh ủng hộ ông Xuân Vlog các bạn nhé. Thôi, chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.